Vật nhật nguyệt soi đường chính đạo, uy lượng càn khôn nghi, cô xét nghi kẻ ngay gian nhớ xưa, lăng quan tuyệt quang đi. Bầu tiên dược thật kỳ mì đầu số ngày đó phù dung y tướng nghi đồ tốt nay tươi thành nghề tần sắc nước hương rời. Có bà hai vì các ngôi ngồi ngự tòa sen
xe xem bốn cõi cùng bên ba đường. Bốn phương trời phó so thiên tướng hộ đàn tràng sau sức như y. Kỳ vương cao tướng hộ chỉ thanh văn bồ tát thường thị trang nghiêm. Trên tiểu thiên hương mai chín kẻ thơ cũng tỏa ba kẻ bình chân. Phật trời giáng phúc trùng lâm bao nhiêu ma quỷ tiềm sớm cõi ngoài. Nay nhà tiên chủ tâm trai phúc lành đưa đến trong ngoài thác thanh. Hai ngôi hữu bản sức minh tất lòng tha thiết tu trình kinh dâng. Quan trời năm giáp vi thìn tháng ni hai ngày tốt giờ tốt đương đàn pháp sư thần pháp sư phụng hành. Tiệt di a lan a chàng di biệt minh minh tăng trúc vị giáo gia pháp mê nhạc phù trần ai ai ngang hoa nhị đấu thế. Thank you.
quán sai hương duyên phổ thị giả hòa phái xuất giả nguyên là cao đề vô địa bất chiêm lưu vọng mạch hữu thiên giai thiết là tịnh kỳ mạc ba đức dụng tẩy đồ trần giáo hữu tình nguyễn và chú chân môn cẩn đương chỉ tụng thiên tư thiên tâm vô ngoài lại quý thân đà la ni nam mô a di đà phật a di đà phật nam mô 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 a di đà phật thiên địa thủy thiên tam bảo quân vô vị hoàng
vương quan chư vị khâm sai thiên phi công chúa cung quyết là bản là từ minh lương thiên cô tối minh tôn thần thánh hà tiền bản là từ phụng ngự thiên hiền vị vi linh vĩ hà tiền cô ma vong hồng từ đống tỳ chiêu thám phục nguyện đức đại vương phù ân hoàng bảo hiệu thị thần tạm phúc lai thai thống thứ thời vô hạn ách chi sâm các tập phương tiêu bát tiết hữu trinh tưởng chi thánh ngà gia môn lương vương nhân vật bình an thương mại hành thông lòng đại vương tiến đẳng tận hạ tình vô nhân khích thiết bình dinh chi trí cẩn sơ ngà thiên là văn giáp tỷ liên nhị nguyện phúc sinh nhật lễ chủ khấu thổ bạch bái thượng sơ ngà xuân hiền âm thanh con bái đạo cung thỉnh mời thanh mộng lai đạo từ trung tiệc mỏ thung dung tuyết ngày lành tiệc mỏ thung dung tam tòa tiên thánh hội cộng đồng mẫu giang đàn duyên đệ nhất thiên tiên ơi cung đỉnh mời mẫu đệ nhất thiên tiên A Di Đà Phật nô hương xà nhiệt pháp giới mông nguyên chư Phật hải hổ tất giao văn thủy sư huyết tương vân thành nghi phương ngân sư vật điện toàn thân nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma sa đoàn thành ra hồi cung đệ nhị địa tiên cung kính mời mẫu đệ nhị địa tiên bích sư hiển thành trong đền sông sơn chiến nan hải ngàn nô nhiệt minh ngưng gia du tử mông lương vu hương hòa đồ đắc thành đường chi đường kiền đường nhật chú biến thập phương nam mô nhang cung giảng bồ tát ma tát nam mô nhang cung giảng bồ tát ma tát nam mô nhang cung giảng bồ tát ma sa đoàn thành ra hồi cung tiên thánh đệ tam ma cung thỉnh mời tiên thánh nghi đệ tam A Di Đà Phật giới định chân lương phần khởi xung thiên thượng đệ tử thiên thanh nhiệt tà kinh lô phong cảnh khắc nhân luân cực biên man thập phương tinh nhật gia du miên lạng tiêu tai chứng khai quang rồng nhan thập cờ diệu quang biên chiếu từ trung ngã tích tăng cung giả kim phục hoàng lân cận thánh chúa tiên trung mưa thánh giá hồi cung hương một chuyện lòng thành dâng tiến đi khói ngạt ngào thâu đến đi kỷ thiên chúa ngự trấn miền tuyên quang đức chúa ngàn con đi vua đế thích nay giáng sinh vào dấu tích lê gia năm thần tháng hai mộng ba
sinh tiên chúa khai hoa trần thi. Về nhan sắc phương phi yêu điều, nét dịu dàng dương liễu tốt ni tươi dùng nghi, vốn sắm tự trời. Điềm tuyết ngay đôi mày ngài, vẻ nguyệt tố son càng sung, càng thắm lại càng giòn. Mặt mi tròn khung mi trắng, tay tha bút hàng răng mi ngọc thạch, tai mi hoán vàng, hồ phách kim mi cương quẩy chân, áo chít khác thường nghi. Chiêng lãng hoa mấy hầu quầy nghi lức đai xanh, bồ đầy thao quai trên đầu, lược dắt châm cài đi. Tình hay xuống ai đi tặng, cô nào thương ấy ai
nhau. Đức ngài sáng tỏ bên non trời một màu son sắc tốt tươi dương già lên ngàn đi lên trên ngàn năm qua nhiều hoa ý à. Cái hòa mùi ý à. Chúa vui về hội múa là vì để dòng trời ngũ cai chỉ tuyệt quang tôi định nghi hài hoa trời khắp nơi chim bay níu nô rộn ràng cất tiếng ca vàng là vườn hồng tươi sáng chim mén bay rộn trời là hòa bình trong lắng nơi dốc cao dốc kia cánh suối reo quanh lướt qua chân đèo ngàn hoa thắm tươi nhạc rừng trong nắng mai hát khúc ca mùa xuân tới đông có đón hoa chào chú về mảnh điệu sớm chiều cao bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa người trần gian con hương khói phùng thờ 30 mùng 1 ngày 11 hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm 14 trăm khe ngàn suối khúc trăm vàng hoa tươi hoàng xanh đôi tay thiên thì là chú vịn cành ý à. Suối reo hòa theo tiếng đàn kia cũng lúc rộn ràng xa xa ngôi đền thờ tiên chúa đấy thật là đẹp trăm hoa xinh đẹp sao đây người giáo kia người đồ vui tâu khúc sơn xa muôn dân năm no đời đời xúc chúa bà trường xuân hai bụng hai hoa cục vào là đất xòe ra là rời cục vào là đất xòe ra là trời
hồn dương nghi bể nái họ khó treo sang bát hải lại sang ngũ hồ treo khắp mết sông Ngô ni bề sờ lại treo vào cho tới thiên thai treo vào cho tới bồng lai rừng cúc rừng bạch mai rừng trúc mì rừng thông non mì cao quấn lượn khóc rồng tí à. Non mì cao nhật nhô cảnh thiên tạo như tô mi như vẽ đền lý la mọi vẻ đi mọi sinh tam cờ gió mát trăng thành y chảy ra minh đường nghề tụ thủy ngôi đền thờ tu khí lý trung linh nghề thấp mê cao và được thiên hình bóng sư tôn ông lớn ngài phục mệnh đế đình tôn quan đệ nhất uy linh khác thừa noan dáng nên trầu thượng thiên loan giáng ngự lên sầu cùng bàn nghi sắc chỉ rước công hầu quan đề nhất gia uy thank you.
truyền phan các quan văn lớn về, truyền phan các quan tả văn hữu võ, nướng ban đáo đàn lệnh truyền văn võ đôi hàng. Thiên minh văn mã kéo sang lệnh truyền thiên đổi vạn cư. Khai quang rộng nhan thấp cờ diệu quang điên chiếu từ trung ngã tích, tăng cúng sạc kim phụng hoàng lân cận thánh chúa thiên trung ngường. Văn sướng dâng lên thương lành, văn dấu dâng lên trình quan đệ nhất châu, về rõ ràng về cho nhị từ tràng sinh. Thủy thần
linh quan sai. Hà Ba thủy thần tự nhiên đi dâng nghi nước xoay vần để mưa xa ấy. Truyền phàn các quan văn dám về, truyền phàn các quan tả cơ hữu đội, lương ban đáo đàn lệnh truyền văn võ đôi hàng. Thiên đình văn mã hằng à, kéo sang lệnh truyền tiến đổ vạn cơ. Văn sớ dâng lên thượng lại, văn sớ dâng lên ai về đấu đôi. Chúa phê rõ ràng phê cho nhị từ trường sinh.
dạy quan biến xếp mệnh trần gian sinh từ xót ai có phen xuất nhập trang đài ngắt dây họa phúc cân người tội công. Phen ra tiết hầu lưu quý ván cờ tiên ngài đông chí một hai có phen mê thắng cánh đua tài tiên thơ một đầu văn vài trăm thi thơ Lý Bạch kỳ tiên ai dám ví rượu đồ tô tỳ thí coi khí ngắm xem mê hoa cúc hoa quỳ hoa lan hoa huệ tứ kỳ bách hoa hoa đã đẹp lại thơm hương cũng ngát màu xanh trong ngọc chạm nào thua ngắm xem đi mọi vẻ mọi mưa trăm hoa que sắc bốn mùa ngát hương trấn sơn lâm hùng cường uy vũ lĩnh sắc rồng cai ngự nam thiên phụng tòng vâng mệnh cứu thiên thanh sơn bích độc mọi miền ngài quản cai chúng điện đài uy nghiêm lồng lộng pháp thần thông chỉ dụng ai thánh giáng hồi cung thái tử đệ tam cung thịnh mời quan lớn thái tử đức đệ tam khi phương diện mạo lòng nhàn này khác thừa thủy phổ chân ni chân lạnh ra quy cổ nguy bốn phương nguy già chấp chính kỷ cầm cân ni này mực sửa sang ni việc đời thank you.
một chiếc nhang thanh tường dâng một chiếc nhang thống về thủy phủ các ban các tòa thiền đình chúng nó diêm la tống về nơi đó vua cha đồng đình vốn dòng là chú thủy cung có lá sứ ông người trần gian có lá sứ ông trình trước công đồng quan tăng phủ chứng minh đệ tử có sơ lên trình quan về tống đối chép bên rõ ràng phi cho nhị tử tràng sinh xuân thủ các nhật lương thời mẹ vu minh lương linh từ mở tiệc làm vua chủng quan lớn lại vái quan lớn để lại quan lớn những đồng nào cao bóng ấy quan cho họ Nguyễn họ Dương chúng con từ nay trở đi từ mai về sau ăn ra làm nơi bước lâu dầu đẹp của tư người tốt chẳng cầu như nguyện các uốn các tiểu xứ đại quê người giờ gặp may gặp mắn gặp chúng gặp bạn sự hai điều lành đem lại điều dạng tới hữu tha phương có lương khó lọc của tươi người cho Nguyễn Nghĩa Hoàn huyện bóng linh đậm và tôi Phật Thánh Chư Trắng Răng lúc khẩu bạc được ba ngày mà rất đời đồng đẹp cho tư thầy là nhớ cho họ Nguyễn Nghĩa Hoàn cho ám lòng quân thánh hồn anh em ta về dáng đền dáng cụ dáng húc dáng thương nhỉ anh em ta ban khen cho thủ nhang đồng đền sở tại nhỉ ban khen cho thủ nhang đồng đền giao quang linh từ nhỉ ban khen cho pháp sư nhỉ ban khen cho hoàn toàn thứ hát nhỉ ban khen cho tay quỳnh thanh quế nhỉ chấn tâm dưới ghế họ bốn người hàng nhỉ và ban khen cho các thanh đồng đạo quan các lính các ghế của bốn phủ gần xa nhỉ và ban khen cho khách gia trong họ dân thôn bản hàng ngày bên cửa anh em ta bái hiếp nhào đấy ha giáp bạc nghỉ bao phen đi
quan nương tam phủ rực lửa nghi hồng. Ngày sông pha trăm trận cũng như không. Kim lớn vì đổ quốc
thái dân nan. Hưng thừa thượng đế vũ ban, sổ sinh sổ tử niệt hàng châu phê. Khi lên châu ngọc hoàng thượng đế, lúc ra về thủy tế long cung, có phèn biên tướng thần thông, lốt vàng chìm nổi bể đông hoa dư nghìn. Lên thượng thiên, lên thượng thiên cưới mây ngăn gió, ngọn cờ đào thắng cho đường tiên, có phen đi chơi cảnh lê viên, lâu lâu thu nguyệt soi bên na giang hà. Khi thông thả bàn trà điểm nước, họp bàn tiên tiểu thuốc thi ngâm, dập dìu hầu hạ dư trăm, kẻ dâng khăn ngự người dâng nay xuyên ngà. Khi chắc giáng sơn hà biển hóa, ngự long vẫn xa mã tỳ cũ, vẫn cù cưới hạc ngao du, biển hồ đôi lúc non vu đôi lần. Bao thế giới mặc lòng thông thả, cánh giang hà chi xa chân ai. Phiêu diêu từ phủ đan đài, 39,000 cõi ngoài tràng sinh. Lên thiên đình không thừa ngọc ân, truyền uy hùng ngài linh ấn binh dũng. Ta ban văn tướng uy hùng, hữu ban vũ tướng hội đồng mà dưới chề. Phó Kim Liên hiện hình biên tướng, giá ngự đồng ngọc trước long nhãn, triều đình nghề văn võ bá quan, thủy binh cơ đội lượng ban nay về châu. Quân sắp hầu lưng đeo kiếm sắc, tuy lệnh hành cơ phất trống rong, có phen nghi nổi trận đùng đùng, ba đào gợn sóng mênh mông hải hà. Khi hiện ra tam đầu cửu vĩ, dưới thủy tề nước rẽ làm đôi, tự nhiên một trận phong lôi, thấy trên mặt nước một đôi ông bạch xà. Trông âm canh xa chiêng anh ngòi, nhìn lốt thanh hòa trong nổi dư hà. Thánh giáng hồi cung, sắc rồng mùa phong trôi trôi, sắc rồng nguyệt quan đệ tử uy hùng dậy và. Chuyện mười phương nghi trên trời
dưới đất linh. Quả an ninh thông chi đạo Phật ninh truyền ra nhịp cầu đêm Bắc Ngân Hà niên hàng tinh nghi đầu bầy ra y ngang trời. Phan các quan tả cơ hữu đội lương ban đạo đàn lệnh truyền văn võ hai hàng thiên minh văn mã hàng hà kéo sang lệnh truyền tiên đổi vạn cơ văn sớ dâng lên thượng lại văn sớ dâng lên ngài về đấu đối chúa phê rõ ràng thì cho nhị tự trường sinh. Chuyển đi mười phương trên trời dưới đất đi quan thông chi đạo Phật đi truyền ra chép biển họ ơi
trường. Còn bao kẻ ngang cường bạo ngược đi hại người không trước thời sau. Lỗi lầm nào xa chi đâu, sở nguyện như ý sở cầu tòng thành giá lẫm liệt tung hoành uy ra, lẫm liệt tung hoành trừ ta sát thủy quan lớn tuần trạch đặng tài. Truyền phan các quan, quan lớn tuần về truyền phan các quan. Tả văn hưu võ nướng ban đao đàn lệnh, truyền văn võ đuôi hàng thiên minh văn mã hằng hà kéo sang lệnh, truyền thiên tổ văn tướng văn sứ dâng lên thương lại, văn sứ dâng lên quan tuần đấu đuôi chúa về rõ ràng thì cho nhị tụ trường sinh. Yeah.
quyết mở đường dân an, dân an quốc thái. Cao sâu nhớ xưa tích nghi cũ nhiệm mâu quan tuần chắc nghi giang nghi ngữ bầu
quyền ngài cai quản chư dinh nhà trời. Ngự đồng sơi ơi minh quyền bóng quy, nương uy trời tùy khí đoan sáng. Tấu quan lớn tuần ngài hiển hách uy quan, ra tay tế độ trần gian con đường nhờ. Lúc bấy giờ ra uy hùng hổ, nương uy trời tế độ sinh nhân. Đùng đùng nổi trận phong vân, ngự đồng ban phép cứu dân quan trừ tà. Một nguyện giáng phúc trừ tai, đồng gia họ Nguyễn ai ai cũng thịnh cường. Hai nguyện cho buôn bán trăm đường, tiền tài lưu loát bạc vàng để đá. Nguyện thứ ba cho canh hầu đặng lễ, họ Nguyễn con được phú quý sang giàu. Bốn nguyện để cuộc thái dân an, qua cơn binh tỉnh giang san được thái bình. Năm nguyện họ Nguyễn sống dài lâu, nhờ ơn ông lớn phúc lâu giàu bền. Sáu nguyện thì chắc giáng bán đền, độ cho đệ tử mọi miền vinh hoa. Bảy nguyện phúc đẳng hà xa, bái nhiều hạng ách ông lớn tống ra hải ngoại. Tám nguyện già trẻ gái trai, gia trung thịnh vượng lộc tài được hoan hân. Chín nguyện nghề quan giáng lưu ân, độ cho họ Nguyễn mười phân được vẹn mười. Độ cho đến nguyện thứ mười, con con cháu cháu đời đời được vinh hoa. Lúc cầm quyền ngài còn đang tra sổ, ai ông lớn về ngài đổi số cho ai. Thiên tính nghi văn võ quan tài, quan quân lịch sử đáng trai anh hùng. Linh dấu thiêng quan tuần về mà chấn, ai có tà quan trục tà sai. Riêng ngài bệnh hạn chưa qua, kiêng quan đề ngũ bệnh mắt tà tan ngay. Chờ thôi quan trở ra đi, khi tướng bạch hổ lên chầu thượng thiên. Thành ra